Sau đây là màn 5, gồm có các nhân vật Nguyễn Thái Học, Cô Giang, Sư Trạch, Song Khê Nguyễn Khắc Nhu, Ký Con Đặng Trần Nghiệp và Lê Hữu Cảnh. Cảnh trí vẫn cảnh trong nội đền hùng đèn sáng lên, nhiều nhân vật phụ. Nhạc trội điệu hùng tráng, trong sáng bài dỗ tổ có những lời như sau: chúng ta cùng vui ca hát lên, dỗ tổ tiên người văn lang, ta hát lên khúc ca nhịp nhàng, biết bao đời hùng vương nối tên, giữ núi sông trọng thanh danh, xây nước non với tôi trung thành, cùng khắc tên trên sử xanh, hiến thân mình để cho quốc dân thêm vẻ vang cho nước non nhà. Các vai phụ nhanh chóng thiết kế bàn thờ theo thủ tục nhập đảng và tuyên thệ của đầu não là nhà chí sĩ Nguyễn Thái Học tiến lên chính vị. Phía trái của bàn thờ, Nguyễn Thái Học nói: xin chào mừng toàn thể anh em đồng chí kịp về đây tham dự lễ tuyên thệ. Vào thượng tầng trong tổng bộ chỉ huy, một đồng chí đầu tiên hàng phụ nữ. Ồ, phải như thế chứ. Trước đền tổ gái trai đều tham dự. Thấy nêu gương dòng dõi của vua Hùng, gái Bà Trưng và trai của Quang Trung. Và đệ tử của chính ngài Khuông Việt. Các đồng chí xin tán đồng nghị quyết. Thế ai đấy? Cô Tình hay là cô Tiết nhỉ? À, hay là chị em cô Huyền với cô Nhu đấy? À, hay là cô Giang hoặc cô Bắc chứ gì? Tôi là Đặng Trần Nghiệp, xin đứng ra chứng giám lời thề. Người đề bạt xin cử ra giới thiệu. Tôi là Bắc Giang, Song Khê Nguyễn Khắc Nhu, quê gốc Phủ Lạng Thương, xin giới thiệu Nguyễn Thị Giang đồng chí. Ồ, thì ra là cô Giang. Được lắm đấy. Trời ơi. Tổ chức ta, vâng, tổ chức ta ở Phủ Lạng Thương, tôi rõ gia đình cô Giang. Chị của cô là cô Bắc, em là Tình, đều can đảm, hán học cao mà quốc ngữ cũng tinh tường, từng liên lạc nối liền bao đồng chí, ứng biến nhanh mà nghĩ suy tận lý, qua mặt nhiều lần mật thám dễ như chơi, có khả năng vận động, có lý tưởng tuyệt vời, tận lực dâng cho đời linh hồn cách mạng. Nguyễn Thái Học nói: trong mật hội, các đồng chí đã phá lệ chấp nhận cô Giang từ đoàn lên đảng, giao công tác ngành tuyên truyền binh vận và đặc biệt là người liên lạc tổng bộ, truyền đi mật lệnh đến đầu não các cơ quan. Một khi tổng khởi nghĩa đã chuẩn bị kỹ càng, đồng chí Giang là người báo giờ phát pháo. Hôm nay có đồng chí Ký Con chứng kiến, chị Nguyễn Thị Giang giờ lịch sử đã điểm, hãy quỳ xuống đặt tay trên súng và cất lời trọng thệ. Cô Giang quay lại bàn thờ, Nguyễn Khắc Nhu lui về vị trí, Ký Con nhận súng từ đàn trưởng, một đồng chí thắp nến và đốt nhang, không khí nghiêm trọng. Cô Giang nhìn khắp các đồng chí rồi quỳ xuống, đặt tay trái lên súng và run run giọng nói: Dạ, trước bàn thờ tổ quốc, trước lãnh đạo đảng, trước đảng trưởng và trước ban ám sát trưởng Ký Con, tôi Nguyễn Thị Giang, người Phủ Lạng Thương, một ngày sống là một ngày cho đảng, một ngày sống là một ngày đấu tranh cách mạng cho dân tộc Việt Nam được độc lập huy hoàng. Tay đặt trên súng này, thề quyết làm tròn sứ mạng, liên lạc binh vận, sống chết cùng đảng và cùng đảng trưởng. Nếu không tròn trách vụ là trái lời thề, sẽ tự kết liễu đời mình, không để đảng bận tâm kỷ luật. Xin thề
xin thề. Tay phải của cô Giang giơ lên, mỗi lần hô hai tiếng xin thề. Thề xong, cô Giang đứng lên, anh em chưa kịp chúc mừng như lệ thường tuyên thề, thì Lê Hữu Cảnh tiến lên cạnh ký con. Lê Hữu Cảnh ngoảnh lại cùng mọi người nói: Thưa Tổng Bộ, hôm nay có mặt thể theo ý phiên họp mật, không có ăn học. Đảng nhận rằng anh rất cô đơn trong đấu tranh gần cần Nguyễn Thị Giang. Nay chỉ đã thề nguyện cùng sống chết, để không ai đặt bài lời theo dệt. Xin đảng tác thành đôi bạn lương duyên trước bàn thờ Đức Quốc Tổ Hùng Vương. Tỉnh Bộ Bắc Giang hoan nghênh nhiệt liệt. Nếu lương duyên làm công tác điều hòa thì là điều toàn thể ước ao. Như ngược lại giải thích sao cho hạ tầng cơ sở. Dạ thưa anh em Tổng Bộ, tôi và Giang sau này nếu thành duyên nợ, chỉ vì là cùng lý tưởng dấn thân, hiện ở quê nhà tại thổ tang, có người vợ là Nguyễn Thị Cửu chưa bao giờ cưới, lệ tảo hôn đã đầy đủ dạm hỏi, đã doàng buộc đời một người con gái, nay làm chi thêm nặng nợ đèo bồng. Bên mình nay kè kè một sư ông, chẳng lẽ mất thì giờ hương với lửa. A-di-đà Phật, làm nhiệm vụ của sư này thêm khó. Từ khi xuất Phật, môn theo hộ về, mắt không rời đạng trượng quá một tầm, chân không bước xa hơn trăm bước. Bây giờ xin Tổng Bộ nghị quyết, lằn rắn mới cách xa bao nhiêu thước so với lúc trước nhỉ? Anh em Tổng Bộ cười tếu khúc khích. Nguyễn Thái Học chưa kịp phản ứng với các biến cố tai quái này, đành cười theo miễn cưỡng. Ơ hay, sao cứ hay thắc mắc, hãy cho Giang giải đáp một đôi điều. Đồng bào ta còn rên xiết biết bao nhiêu, sống núi chiếu nặng màn tang thuộc địa, trùm một dải khăn xô trên đất mẹ, lẽ nào ta lặng lẽ cầu an. Giang bất chấp cả tiếng đời dị nghị, rằng nữ nam thủ thủ bất tương thân, mạnh dạn tìm đến chỗ các quân nhân, thuyết giảng họ chớ quên tình tổ quốc. Ồ đúng đấy. Giữ nhiệm vụ người đứng đầu liên lạc, đem tin về trình đảng trưởng rạch ròi. Lúc giả như chồng vợ đã nên đôi, để che mắt Việt gian và mật thám. Lòng trinh trắng tôi xin thề với đảng, chỉ khi nào tổ quốc được vinh quang, hết bóng thằng Tây ngự trị quê hương, thì ngày ấy học Giang nên chồng vợ. Phải lắm, có ý nghĩa lắm đấy. Gái Bắc Giang Ninh nhắn chồng chưa thi đỗ, thì động phòng khất lại khóa thi sau. Ôi giời, cô Giang nói phải lắm, ý nghĩa lắm đấy. Gái Bắc Giang khẳng khái hứa một câu, ngày quốc hiển mới là ngày xuất gia. Cả Tổng Bộ bất ngờ vỗ tay hoan hô nhiệt liệt như vỡ chợ, có tiếng chọc ghẹo. Thưa đảng trưởng bây giờ tính sao? Rất là thân mật anh em. Bà chủ quán thấy quá đồng ổ, từ ngoài chạy vào, thấy bàn thờ lại thấy súng sợ hãi, rón rén thuộc trở vào. Ôi giời. Nguyễn Thái Học khoát tay chấn tĩnh mọi người và nói: Thưa toàn thể anh em đồng chí, để khỏi phí thêm thì giờ quý báu của anh em, tôi xin kể ngọn ngành. Giang đã thề khi tổ quốc còn cần, thì vẫn chưa nghĩ đến chuyện thành thân. Tôi đồng ý hứa tuyên cùng đồng chí: Thứ nhất,
nhắn về Vĩnh Tường bẩm mẹ, để cho cô thị cửu được hoàn hôn. Thứ hai là hứa với Nguyễn Thị Giang, đại sự chưa thành, mến nhau là đủ. Trong đấu tranh cùng chia mùi gian khổ, lời thề này dẫu đầu rơi khỏi cổ, vẫn đinh ninh ký chú hẹn tìm nhau. Anh em tổng bộ gật đầu, không còn ai thêm bớt thắc mắc gì. Nguyễn Thái Học lại kêu gọi: nào anh em, hãy cùng bắt tay vào, giờ là lúc phải lao đầu quyết tử. Chính ở chỗ nổi bùng lên khói lửa, lại là đường sinh lộ cho tương lai. Ký con tay cầm khẩu súng trên bàn thờ, nhìn khắp mọi người và nói: Thưa anh em tổng bộ, thế vì việc giao cho Giang quá khó, mà nhu cầu tự vệ cũng thật cần. Sẵn nơi đây súng thề ở đền Hùng, xin đảng trưởng phân công và phân bộ. Súng tuyên thề ký vận dụng đệ sự, những việc gian bán nước với lời thề. Ký con trình súng cho Nguyễn Thái Học. 6 viên đạn đã bắn đi 2 phát. Nguyễn Thái Học tay cầm súng mời cô Giang và các đồng chí tiến lại. Xin tổng bộ cùng tôi coi tận mắt, súng này đây thép tốt khẩu rulo, đặt mua về đem từ ngã Ma Cao, đã tẩm máu 2 lần quân phản đảng, nay ủy thác Nguyễn Thị Giang sử dụng. Thấy súng đảng như là được mật lệnh đặc biệt trao Giang thay lễ vật đính hôn. Người mà còn thì súng cũng phải còn. Nguyễn Thái Học chỉ cách mở buồng đạn, cách nhắm bắn. Ông Học rút ra 4 viên đạn trong ổ đạn, chỉ cô Giang cách lẫy cò. Sau đó lại lấy trong túi ra 6 viên đạn mới để vào buồng đạn, khóa an toàn rồi trao cho cô Giang. Nguyễn Thái Học nói: nạp cho đầy đủ cả 6 viên, tặng thêm hỏa lực để thêm bền. Binh đoàn Yên Bái chờ bung dày, tạc đạn đồn cao sẽ nổ rền. Nguyễn Thị Giang cất súng trong tay nải, dõng dạc hô: sấm dậy lời hô thúc tiền công, họ reo vang rồi nức muôn lòng. Trời long đất lở san bằng núi, đạn xé tên bay siết chặt vòng. Kín mít trùng vây cơn khói lửa, tan tành hào lũy vận cùng thông. Cuốn phăng tủi nhục đời nô lệ, gột giáp sông lô nước nhuộm hồng.